mà cơ bản nhất đó là mình phải tạo ra cái app đó. Tạo ra cái app đó thì mình làm như thế nào? Bước đầu tiên là bạn phải có một cái kế hoạch cụ thể, bạn phải có dự định là bây giờ mình làm một cái app theo xu hướng hoặc là theo những gì mà mình đang có. Ví dụ như là bạn là một team chuyên làm những ứng dụng tiện ích chẳng hạn, thì các bạn cứ tiếp tục follow những cái như thế rồi các bạn gắn quảng cáo để kiếm tiền. Hoặc nếu như mà bạn follow trending của thị trường thì các bạn sẽ theo dõi các chỉ số, những cái report để mình có thể follow up. Thì với những ứng dụng như vậy thì nó sẽ lên top rất là nhanh. Cái thứ hai, sau khi mà mình đã có mục đích để mình tạo ra cái sản phẩm đó thì mình đến bước đó là làm market research, tức là mình sẽ phân tích đối thủ cạnh tranh của mình là những ai, làm thế nào để có thể đẩy được cái ứng dụng đó. Tiếp theo đến cái phần đó là mình đã có một ý tưởng, mình đã có tìm hiểu về cái ý tưởng đó, thì mình bắt đầu lên kế hoạch xây dựng cho cái sản phẩm. Xây dựng sản phẩm ở đây thì sẽ với các bạn developer nó sẽ quen thuộc hơn, đấy là mình bắt đầu cái giai đoạn là tạo mockup, design, code, rồi A/B testing, rồi ra mắt sản phẩm. Sau khi ra mắt sản phẩm thì mình tiếp tục là tối ưu và support người dùng, thì nó sẽ đến cái giai đoạn là phát triển của ứng dụng và giữ cho nó cân bằng. Ngoài ra sau cái phần phát triển ứng dụng đó mình có những cái thay đổi về mặt UI và UX, thì đây cũng là hai cái yếu tố chính mà mình đánh giá nó quan trọng nhất trong cái phần ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo của bạn sau này. Khi mà mình đã có một cái app rồi, bây giờ mình bắt đầu ra mắt sản phẩm trên thị trường, thì mình phải nghĩ đến là làm thế nào để mình acquire được user. Một cái app mà muốn kiếm tiền mà không có user thì bạn không làm được, đúng không ạ? Thì có một vài cái key liên quan đến user ở đây. Ví dụ như là khi mà ra mắt sản phẩm, bạn có thể dùng một số phương pháp để kiếm organic user đầu tiên. Ví dụ như là bạn có thể sử dụng qua SEO. Chắc ở đây hầu hết các bạn biết SEO là gì, đúng không ạ? Nếu mà bạn có website, bạn muốn tăng rank cho cái website đó thì bạn sẽ dùng những cái tip trick để bạn tăng SEO. Hoặc là nếu như bạn up một game hay ứng dụng ở lên Play Store chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể dùng những cái tip để tăng keyword khi mà user người ta muốn search về cái app của bạn thì có thể dễ dàng tìm ra. Ngoài ra mình có thể sử dụng một số thứ như là PR, sitting, fanpage, social. Trong phần user thì có hai yếu tố ảnh hưởng mình nghĩ là cũng khá lớn đến doanh thu quảng cáo, đó là user acquisition và user retention. Muốn khi mà bạn đã có một tập user nhất định mà cái ứng dụng của bạn nó không có cái gì nổi bật thì bạn phải làm cách nào đấy để giữ chân user. Mình muốn kiếm tiền, mình muốn tăng user thì cái mức giữ chân user, cách thức của mình, cái đấy rất là quan trọng. Sau khi mình đã có app, mình đã có một tập user nhất định thì mình bắt đầu lên cái kế hoạch để kiếm tiền. Kiếm tiền ở đây thì theo mình, theo số liệu của Statista thì hiện tại là kiếm tiền bằng cách gắn quảng cáo cho ứng dụng đang là đứng đầu và nó đang là trending hiện nay. Sau đấy là sẽ đến phần gắn những tổng thanh toán để mình có thể kiếm tiền từ in-app purchase. Gắn quảng cáo để kiếm tiền xong thì mình sẽ bắt đầu nghĩ đến việc optimization. Optimization ở đây có nghĩa là gì? Tức là bây giờ bạn chỉ kiếm được 1 đồng thôi mà bạn muốn kiếm lên tầm 2 đồng, 3 đồng thì bạn phải làm thế nào? Trong khi là bạn chỉ có một số lượng budget limit thôi thì bạn sẽ có một số tip liên quan đến optimization ở đây. Tức là thứ nhất là in-app optimization. In-app optimization ở đây nghĩa là gì? Ở đây nghĩa là mình sẽ tối ưu việc gắn quảng cáo như thế nào, gắn vị trí nào phù hợp, thể loại banner hoặc là thể loại quảng cáo nào chỉ phù hợp cho ứng dụng của mình. Ví dụ là như vậy. Cái thứ hai là về network optimization.
optimization, tức là mình cách mình lựa chọn một cái network phù hợp nhất. Ngoài ra thì là có các chỉ số quảng cáo, hoặc là nếu như bạn là một developer lâu năm, bạn sẽ có một cái tip chip để optimize riêng. Thì trong phần của mình sẽ đi sâu vào năm cái yếu tố chính mà mình đã highlight xanh ở đây. Đầu tiên đó là cái phần phát triển của cái app. Ở đây thì mình sẽ tập trung nói về việc chọn chiến lược để kiếm tiền như thế nào. Thì ở đây là có một cái gọi là app development lifecycle. Hiểu đơn giản là một vòng đời từ khi bắt đầu đến khi ra mắt và phát triển của một cái ứng dụng. Thì cơ bản đầu tiên bao giờ cũng là phải phân tích. Phân tích ở đây là như mình đã nói ở trước, sẽ có hai luồng, đó là bạn chạy theo trên thị trường. Cái thứ hai đấy là bạn có những bạn đã phát triển cái gì hiện tại rồi, bạn chỉ phát triển thêm và làm tăng thêm cái số lượng và chất lượng của những ứng dụng đó. Ngoài ra thì một trong cái vòng đời này thì một cái phần cũng ảnh hưởng rất nhiều lớn đến doanh thu quảng cáo và cũng ảnh hưởng đến việc bạn lựa chọn cái hình thức kiếm tiền như thế nào. Đó là phần support với cả update app, tức là khi là bạn đã chọn là mình tạo ra một ứng dụng để gắn quảng cáo kiếm tiền, hay là mình tạo ra một cái game xong đấy gắn nó payment để thanh toán, thì cái giai đoạn update app này thì là mình sẽ tập trung vào user. Tập trung vào user đây có nghĩa là gì? Khi mà mình đã ra mắt sản phẩm được một thời gian và mình thay đổi những cái giao diện hoặc những cái trải nghiệm mới cho user, thì mình có thể thay đổi những cái phần liên quan đến cái quảng cáo ở đây. Thì những cái này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc là mình được kiếm thêm được bao nhiêu tiền hoặc là tối ưu ra sao. Ở trong cái phần analysis, khi mà ở đây theo tớ ở các bạn developer Việt Nam có những cái bạn test cá nhân ấy, thì các bạn thường là sẽ theo xu thế của thị trường, và thường thì các bạn sẽ không có sự tìm hiểu chính xác là những cái kết hoặc là những cái trang mục app hay game nào đang nổi bật hiện nay, mà chỉ là theo là ví dụ như là bài báo nào đấy đang nói là app nào đang lên, thì các bạn có thể là clone hoặc là code một cái app tương tự như thế. Thì mình cũng đưa ra một số đánh giá là trending hiện nay trong một số danh mục ở trên, cái này là mình lấy theo Google Play. Ví dụ như là app năm nay thì xu hướng từ đầu năm đến giờ thì cái app có thuộc thể loại social hoặc entertainment đang rất là phát triển. Nếu như mà bạn đang có một tín hiệu tốt của cái app, bạn có thể follow vào những cái kết thể loại như thế này. Hoặc là game thì thuộc những cái thể loại này thì cũng đang rất là phát triển và nó có thể là trending đẩy trong năm nay. Ngoài ra khi mà mình phân tích theo trending thì mình cũng có thể dựa vào theo thời lượng sử dụng app của user hoặc là phần frequency of use, tức là thời gian sử dụng và thời gian và tần suất sử dụng của user cho những cái app đấy, thì mình có thể dựa vào đấy để mình chọn ra được chiến lược chính xác cho việc tạo ra ứng dụng để kiếm tiền. Cái phần yếu tố thứ hai để ảnh hưởng doanh thu là người ta nói về UX. UX ở đây là trải nghiệm của người dùng. Việc mà mình tạo ra một sản phẩm, sau đấy mình gắn quảng cáo để kiếm tiền, thì cái việc mà mình gắn cái quảng cáo đấy nó như thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng cái ứng dụng đấy của người dùng. Thì đối với các nhà phát triển, nếu như bạn là một cái team mà chuyên về tối ưu thì các bạn làm cái đấy rất là tốt rồi. Còn những cái bạn gọi là cá nhân thì cái đấy cũng rất là khó khăn, bởi vì muốn biến những cái quảng cáo đấy trở thành những cái trải nghiệm của người dùng thì rất là khó. Và hầu hết thì các bạn cũng trải qua một trường lớp nào cả, và những cái việc này thì làm để trên dựa theo kinh nghiệm của bản thân. Thì mình ví dụ ở đây như YouTube chẳng hạn. YouTube thì có một sự thay đổi khá là
người dùng. Khi mà các bạn ấy nhận ra sự thay đổi của việc người dùng chuyển sang sử dụng mobile nhiều hơn, thế là các bạn ấy bắt đầu sử dụng thêm nhiều công nghệ mới. Thế là chuyển từ ví dụ nhà người dùng đang muốn livestream xem những video trực tiếp chẳng hạn, thì các bạn ấy đã thay đổi ở ngay trên cái phần xem video ở trên YouTube đấy để phù hợp với cái thị hiếu của người dùng. Cái UX ở đây mình muốn nói nó không chỉ là về mặt thiết kế ứng dụng, mà nó đó là về mặt thiết kế sao cho nó đơn giản và phù hợp với trải nghiệm của người dùng. Thiết kế ở đây là đơn giản, đó là khi mà các bạn làm một cái sản phẩm, các bạn không chỉ chú trọng là làm cái giao diện nó đơn giản như thế nào, mà cái giao diện đấy phải phù hợp với tính năng của sản phẩm. Ví dụ bây giờ một cái ứng dụng đơn giản như là ví dụ như wifi chùa chẳng hạn, các bạn thì đang có sự thay đổi về mặt giao diện, tức là ngày xưa có tầm 4 màn hình, bây giờ đã chuyển thành giao diện mới của các bạn thì đang chuẩn bị có một cái giao diện là 3 màn hình chẳng hạn. 3 màn hình đơn giản và tập trung vào core function của nó, tức là tìm kiếm wifi. Thì cái đấy nó là một phần để làm tăng trải nghiệm của người dùng khi mà sử dụng app. Cái phần yếu tố thứ 3 để ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo, đó là phần user retention, tức là tỷ lệ quay trở lại của user. Đối với những platform khác nhau, ví dụ như Android hay iOS chẳng hạn, thì tỷ lệ quay trở lại là cũng khác nhau. Thường thì Android sẽ cao hơn iOS tầm 3-4%. Và thường thì các bạn mà phát triển ấy, khi mà các bạn cái quảng cáo, cái tỷ lệ rời bỏ của user lúc đấy chắc chắn là sẽ tăng lên. Và làm sao để mà mình có thể gắn cái quảng cáo mà tỷ lệ của user vẫn giữ như thế và có khi phải tăng lên. Thì ở đây mình có một số thông tin liên quan đến việc quay trở lại của user sử dụng cái app. Thì cao nhất là thuộc về thể loại e-commerce and retail trong một tháng đầu tiên, tức là các bạn ấy quay trở lại sử dụng cái app có thể là dùng để mua sản phẩm trong tháng đầu tiên cao đến tầm 39%, sau đến những cái app liên quan đến social hoặc là travel. Thì cái này cũng có một phần ảnh hưởng đến việc các bạn sử dụng để lựa chọn cái danh mục phù hợp khi mà mình muốn vừa muốn user quay trở lại nhiều hơn hoặc là giữ cái mức độ ổn định của user. Ở đây thì có liên quan một số yếu tố ảnh hưởng đến user retention. Thì mình sẽ ví dụ ngắn gọn ở đây, ví dụ như là push notification. Cái phần push notification này rất là đơn giản, nhiều bạn có thể là biết đến rồi, có rồi. Ví dụ như là các bạn muốn một user đã từng cài app của bạn, đã từng sử dụng một app của bạn và tầm vài tháng mà không thể quay trở lại, thì bạn sẽ đưa một thông điệp nào đấy đến cho user đấy để các bạn ý nhận ra là mình đang cài cái app này. Bây giờ mà có những cái gì để thay đổi, có những cái gì mới thì mình sẽ vào. Bây giờ có thể là thấy cái thông điệp rất là hấp dẫn, rồi họ sẽ quay trở lại và sử dụng cái app. Yếu tố thứ tư là phần in-app optimization, là phần ad network optimization. Cái phần này mình nghĩ nó là cái phần chính và quan trọng nhất. Ví dụ phần đầu tiên, phần in-app optimization, cái phần này như mình đã mô tả trước thì nó là phần liên quan đến việc bạn gắn quảng cáo như thế nào, chọn thể loại banner như thế nào. Thì có 3 phần chính, đó là SOS, SEO và SEO.